được đi, nó cũng vô với nó bạn khóc giận mình. Cũng đau cái nấu, cũng đau cái đau. Giờ giọng mình với nhanh chút nữa. Để hai cái giọng mình nó cũng được. Sáng lúc mà mở máy ra điện thoại rồi. Tôi vẫn không nghe cặp điện ạ. Điện tôi biết chắc là thông báo dù chị nào. Để hỏi chị đó lúc. Chị có nghe cái tin chưa chưa? Cái tin chưa chưa? Âm hoa ăn mất. Cái tin mất ra là hoa mô. Âm bất hoa hoa. Mà nghe là chị là thiêu không đem về. Thì chắc là biết thì đúng là cái đây tạo vậy ha. Ta chứ ta cháy tầm thiêu nữa ta không bao giờ ta châu ta thiêu ta nói con ta là thiêu chứ không có châu gì cho nó ta là hiến tàng mới là thiêu rồi đó trong phần mô cầu thì cho họ thì đẹp bớt đi. Cái máy tính này cái cháy trời mà thiêu cháy nó cái còn trông xuống đồ xương sình và vi khủng dù ông bò đầy người đó ông đa rau đó ai chịu hơn hay là để đốt lùng lằng đây im ngồi im đi ngồi im bố mẹ nói xong nó thành cái mụn lầu như cứ nhắm mắt lại bả thế này đó là cái này thả ra không có là cái nó là thành cái hậu lầu đây đó đó đã nó đã bật dở ra rồi rồi cứ nó đi cứ lấy cái tay ra bỏ một đống mụn phải một phòng nói là thôi là nghỉ cỡ nếu mà không cho lấy như cái một đồ đai nhưng mà nó không cho lấy thế nhỉ nếu mà không cho lấy ra thế để cái nhức lắm như thế nó làm đi ngon qua làm cho đó hết đây đây sao có cầu thang ở đâu nó cho hút lao rồi
kết mục miệng lại không rồi, cái thân nó đi ra, đi ra đằng đâu ra rồi, cái một phần cầm như vậy, còn nhiều miệng đó, còn những cái chùm mũi ống nó bị viêm này, nó không đi được. Thôi thôi em che lắng nó bùi nữa, bùi nhiều quá. Cái vùng này mình hay bị khẩu trang cắn ở đây này. Ừ. Cái chị nó đi có chân động ba rồi tao. Không biết mấy rồi. 80 không? Sức cấp xuống khu cái già nhà đi lần nữa đi ra ba lần cũng được ông ơi bà ấm gì gửi nó học lên đi con bà ấm gì Dương đi phải gửi
nha, hàng cắt thì lên từ 9:30 nha, chéo coi cho 8:30 tấm thì lên 9:30. Ủa con rửa xương đi chị Hướng ngủ. Rửa xương rửa thịt cho chị Hướng có quay. Rửa nào? Ờ. Cứ lấy cái nầu đó. Cái nầu hai cua mà to to nè. Cái cua trên cái ấp nó có không? Không đổ nửa nầu nước đừng bỏ xuống. Quay hầm xương cho ai mất con nào quay. Con bỏ xương cái nồi đổ nước vừa lúc Thảo đã nấu lên để trút ra rồi quay. Nó vừa sau cái trút thì Hương ra để nấu ra. Cho sạch cái nó đây nè. Bỏ xí muối nữa không? À, ấy bỏ trong nước lục trụng sơ bỏ về hột muối ha, ít hột vào. Nó sau lên cái tát thì xí Hương vừa hầm lại. Đang rửa cái bột lên nè. Dương cua từ e trước đó con, cua sổ dương à mấy người đợi khó à chị đi đúng không chị thấy chị đi đây này chị đi đây này thấy chị đợi ngon à chị nó đợi gì hương à ý chị đi chị ngon à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.